Chiều ngày 15 tháng 3, tại trường Trung học cơ sở Lê Ích Mộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thủy Nguyên tổ chức ngày hội STEM năm học 2022 2023 Dự ngày hội có đồng chí Đỗ Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng. Tại ngày hội, đồng chí Đỗ Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã tặng hoa chúc mừng ngày hội STEM của ngành giáo dục huyện Thủy Nguyên. Phát biểu khai mạc ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Năng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện nhấn mạnh, Giáo dục STEM đang dần tiến lên như một phương thức tiếp cận giáo dục mới nhằm đáp ứng nhu cầu của một nền kinh tế thế kỷ 21. Mô hình giáo dục STEM là quá trình tích hợp kiến thức giữa các môn khoa học, kỹ thuật, toán học, công nghệ, qua đó xây dựng cho học sinh các kỹ năng được kết hợp hài hòa từ kiến thức của các bộ môn nói trên để sử dụng khi làm việc trong thế giới công nghệ ngày nay. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo huyện Thủy Nguyên đã phát động sâu rộng trong toàn ngành mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức ngày hội STEM. Qua đó, các đơn vị đã giới thiệu những sản phẩm khoa học phong phú, đa dạng thể hiện trí tuệ, tinh thần sáng tạo và niềm đam mê nghiên cứu khoa học của thầy, trò các nhà trường, bám sát định hướng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và xu thế giáo dục hiện đại phát biểu chỉ đạo trong ngày hội stem đồng chí đỗ văn lợi phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hải phòng nhấn mạnh nhận thức sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng của việc đưa hoạt động giáo dục stem vào nhà trường trong những năm qua ngành giáo dục và đào tạo thành phố hải phòng đã tích cực triển khai khuyến khích động viên các đơn vị đưa stem vào nhà trường bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ tại ngày hội stem ngành giáo dục và đào tạo huyện thủy nguyên đã công bố các quyết định phân công ban giám khảo tổ trọng tài chấm các gian hàng sản phẩm stem và hội thi sáng tạo robot trong ngày hội STEM, triển khai trưng bày 9 gian hàng với trên 300 sản phẩm của các trường trung học cơ sở, tiểu học và mầm non trên địa bàn huyện, trong đó khối trung học cơ sở với 6 gian hàng ứng dụng với 6 cụm chuyên môn, một gian hàng của khối tiểu học, một gian hàng của khối mầm non và một gian hàng của trường trung học cơ sở Lễ Ích Mộc. Cùng với đó là hội thi sáng tạo robot với sự tham gia của 7 đơn vị đây là những sản phẩm tiêu biểu kết tinh tâm huyết trí tuệ sáng tạo của giáo viên học sinh trong toàn huyện được lựa chọn từ các ngày hội stem cấp trường xuyên suốt chương trình ngày hội giáo viên học sinh và khách mời được tham quan thi đấu robot và triển lãm khoa học trong không gian trưng bày mang đậm tính sáng tạo thể hiện phong cách riêng của từng đơn vị thông qua ngày hội stem nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức xã hội về khoa học giáo dục và gieo niềm đam mê khoa học trong các em học sinh cũng là dịp để học sinh thể hiện những kết quả của một quá trình tìm tòi vận dụng khám phá trải nghiệm sáng tạo những kiến thức đã học được từ các môn học trong nhà trường đồng thời tạo ra sân chơi để học sinh có hứng thú với tìm tòi nghiên cứu khoa học tích cực vận dụng kiến thức khoa học vào thực tiễn cuộc sống